chào các bạn. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cây cải ra để cho chúng ta có một cái cây cải nó sinh trưởng nó tốt và chúng ta sẽ sử dụng cho những bữa cơm gia đình chúng ta. Thì đầu tiên hết là chúng ta sẽ lấy cái phần đất mà chúng ta đã ngâm ủ bữa cho các bạn ha. Thì chúng ta sẽ đưa nó vào trong những cái thùng xốp đã chuẩn bị sẵn. Rồi sau đó là chúng ta chỉ cần là cấy cái cải vô thôi, và chỉ sau 25 ngày sau là các bạn sẽ có được một lứa cải rất là ngon các bạn. Các bạn hãy chờ xem nhé. Rồi chào các bạn, đất chúng ta đã sẵn sàng. Đây là cái thùng xốp, chúng ta tận dụng những cái thùng xốp ở trong nhà mình sẵn có. Và do là mình trồng trên sân thượng cho nên là các bạn hãy đục lỗ thùng xốp á, các bạn tránh đục lỗ ở phía dưới này. Như vậy thì nó sẽ thoát nước rất là nhanh, làm cho cái đất ở trong này nó sẽ bị mất cái nước đi rất là nhanh, do cái sân thượng của mình hơi nóng rồi các bạn ha. Cho nên là các bạn hãy cắt cái đáy ra khoảng chừng từ 2 đến 3 cm các bạn. Chúng ta đục cái lỗ ngang đó. Chúng ta đục những cái lỗ ngang như thế này các bạn ha. Đó. Chúng ta đục cái lỗ ngang thế này thì như vậy á, là khi chúng ta tưới nước thì nước nó sẽ được giữ ở dưới này, và nếu mà có dư nước thì nước sẽ chảy ra ở những cái lỗ mà chúng ta đục ở bên hông các bạn ha. Bên này cũng có này các bạn ha, thì nó sẽ chảy ra đây, nó sẽ không có gây úng cây cải, nhưng mà buổi trưa thì nó vẫn có đủ được cái lượng nước để cho cái cây cải nó sinh trưởng phát triển các bạn. Cho nên là các bạn nếu mà chúng các bạn mà đục lỗ giống như thế này á, đây là cái dạng mà đục lỗ dưới đáy nha các bạn. Nếu các bạn mà đục lỗ dưới đáy cái này á thì cái sự mất nước rất là nhanh, do đó là cái khả năng mà cây cải nó bị thiếu nước là cực kỳ lớn, vì sân thượng chúng ta nắng rất là gắt và gió rất là nhiều, cho nên sự bốc thoát hơi nước rất là nhanh đó các bạn. Cho nên là các bạn hãy nhớ là chúng ta nên đục lỗ ngang ha các bạn ha. Nên đục lỗ ngang như thế này thì nó sẽ tốt hơn cho cái việc trồng cây ở trên sân thượng các bạn. Rồi như vậy là chúng ta chỉ cần đổ cái đất này vô thôi các bạn. Đất chúng ta đã ủ đầy đủ dinh dưỡng rồi, cho nên là chúng ta chỉ cần đổ cái đất này ra rồi chúng ta làm cho nó tơi xốp thôi các bạn. Chân bóp cho nó tơi ra. Này các bạn thấy là những cái lá cây nó vẫn còn này các bạn ha. Còn sơ sơ. Rồi chúng ta trang đều cái đất này ra các bạn. Và sau đó là chỉ cần nhỏ cái cải cấy vô cái nữa là chúng ta sẽ có được một cái chậu cải nha các bạn ha. Ngoài những cái thùng xốp ra, các bạn có thể là mua những cái thùng người ta bán sẵn ở ngoài chợ thế này. Ở những cái chỗ mà người ta bán cây kiểng, bán vật tư nông nghiệp đó các bạn. Thì các bạn mua cái này về, các bạn có thể sử dụng được cái này để trồng rau trên sân thượng của mình. Thì ở đây á, thì các bạn cũng thấy là người ta đục lỗ ha, cũng cách cái đáy đó khoảng chừng 2 cm để mà giữ nước ở dưới cái đáy thùng, giúp cho cái để cây nó có nước ha các bạn. Và đặc biệt thì cái này nó có thêm một cái nữa là cái tấm chắn đất. Thì chúng ta sau khi mà chúng ta để vào đây á, chúng ta đổ đất lên đây thì ở dưới là nước, ở trên là đất, thì cái rễ nó sẽ ăn xuyên qua cái lớp trắng này và nó hút nước ở dưới, nó sẽ giúp cho cây trồng của mình nó phát triển được các bạn. Welcome back. Bây giờ là công việc chuẩn bị đất của chúng ta đã xong, và mình sẽ cho các bạn thấy cái cải mà chúng ta đã gieo rồi các bạn. Thực sự là đổ mồ hôi đó các bạn. Nói chung là có được một cọng rau sạch ăn thì chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ ha, công sức, thời gian. Đáng ra bạn bè đi chơi thì mình ở đây mình làm những cái mà mình đam mê. Đây là vì sống thì đam mê các bạn. Nên các bạn có những cái đam mê giống mình thì thôi, mình phải cố gắng ha các bạn ha. Vì sức khỏe trong gia đình, vì lòng đam mê của chính mình ha các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Ơi đây. Đây các bạn. Đây là
cải mà mình đã gieo được hơn 10 ngày, chính xác là ngày hôm nay là ngày thứ 12, thì nó đã lên được tới này các bạn. Bây giờ là rất là thích hợp để chúng ta nhổ ra và chúng ta sẽ cấy vào những cái chậu đất mà chúng ta vừa chuẩn bị xong các bạn ha. Và sau đó là cứ chờ đợi và tận hưởng những thành quả của chúng ta làm nãy giờ các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cấy cây cải ra nha. Đây mình đã mới qua đây nha các. Mình trồng rau để mình phục vụ chính gia đình của mình, nên là cái sự đầu tư là phải đây là cải thì mình gieo thì một lần mình gieo rất là nhiều các bạn, nhưng mà lúc mình cấy ra thì mình cấy số lượng đất ít thôi, cũng không phải vừa đủ cái đất cái chậu mà mình chuẩn bị ha, còn dư lại thì các bạn nhổ xuống các bạn ăn non luôn, nó rất là ngon các bạn, tuyệt vời, tuyệt vời ông mặt trời. À đây thì mình gieo nó rất dày các bạn, những cây nhỏ này quá thì các bạn loại nó ra để cho mình sử dụng mình ăn sống ăn non gì đó. Và đây đây là những cái cây mà mình có thể mình lấy được để mình cấy ra cái chậu của mình. Cấy cũng đơn giản thôi các bạn ha, chỉ cần vậy thôi. Rồi xong một cây các bạn. Một số bạn mà có điều kiện á thì mình sẽ ươm cây cải này ở trong những cái bỉ các bạn ha. Rồi sau đó mình sẽ lấy từng cây ra từng mấy bạn cấy, như vậy thì cây cải sẽ đỡ mất sức. Nhưng mà đối với một người trồng ở nhà, trồng để phục vụ gia đình không á, mình điểm mấu chốt nằm dưới cuối video nha các bạn. Các bạn hãy xem hết video các bạn sẽ thấy được cái điểm mấu chốt nha. Làm nhiều quá nhiều công đoạn á thì nó sẽ cũng rất là tốn công các bạn. Cho nên theo mình thì mình cứ gieo vô trong cái thùng, một thùng nào đó gieo số lượng vừa phải, rồi sau đó các bạn chỉ cần đủ ngày thì các bạn chỉ cần nhổ ra, các bạn cấy ra để là có ăn thôi các bạn ơi. Do mình cũng là dân kỹ thuật các bạn, cho nên là trong quá trình các bạn xem video, các bạn cần hỗ trợ thêm thông tin gì hay cần hỗ trợ thêm kỹ thuật gì thì các bạn cứ comment ở dưới video của mình nha, mình sẽ trả lời cho các bạn. Khi cây cải mình cho nó xuống rồi á, mình bóp cái đất ở xung quanh cây cải này. Các bạn dùng bốn ngón tay các bạn đè nhẹ một cái ha, để cho cây cải cái gốc của nó cứng, nó không có bị gió lung lay cái gốc thì nó sẽ không phát triển được các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã phun ba cái thùng cải ha các bạn. Bây giờ là cái điểm mấu chốt quan trọng. Mình bỏ ra đây nhé, chút nữa mình thu hoạch nó và mình sẽ có một bữa rau non các bạn ha. Điểm mấu chốt quan trọng ở đây là cái gì? Nếu ví dụ các bạn cấy xong mà các bạn để nguyên cái thùng nó như thế này thì khi các bạn tưới, những cái đất này nó sẽ bắn lên cái lá cải và nó làm cho cái cây nó cũng có khả năng là nó sẽ rất là dễ bị nhiễm bệnh các bạn ha. Những cái nấm nè, vi khuẩn nè, những cái dịch hại nằm ở dưới đất này nè, nó có thể là nó sẽ nhảy lên được cái lá và như vậy thì nó sẽ tấn công cái lá của cây cải và cây cải nó sẽ sinh trưởng rất là kém và có khả năng là bị chết đi các bạn. Cho nên vì đó là các bạn có hai cách để các bạn hạn chế cái chuyện này. Một là các bạn có thể là phủ rơm lên đó các bạn, phủ rơm vào những cái đường khe như thế này, ngay cái khoảng trống này nè. Hai là các bạn có thể dùng vỏ đậu phộng. Thì hôm nay mình sẽ làm cả hai các bạn ha. Rồi sau đó các bạn sẽ xem lại coi là cái nào mình thấy nó hợp lý hơn hoặc đẹp hơn thì các bạn có thể là sử dụng các bạn. Đây các bạn ơi, rơm nhé, rơm do trồng trên sân thượng nên cái gì cũng phải khuyên bác trên sân thượng, nó rất là kịch các bạn ha. Nên đó là niềm vui mình đang đây, các bạn cố gắng thì mình có thể tủ trực tiếp cái rơm này các bạn, chủ thực tế bên đây. Nếu các bạn muốn để dễ dàng sử dụng hơn á thì các bạn mang cái rơm này các bạn nhúng nước đi, lúc đó cái rơm nó mềm ra và các bạn khi mà các bạn rải ở lên cái những cái lúa như thế này cũng rất là dễ các bạn. Các bạn mình sẽ mang cái rơm này mình nhúng nước đi các bạn, sau đó là mình sẽ rải lên trên ha. Đây các bạn, rơm mình đã nhúng nước rồi các bạn, nên là nó không có bị
nó rất là dễ cho mình xử lý các bạn. Nó không, mình co vô như vậy nè, nó bị bung ra. Bây giờ khi nó nhúng nước cho rồi đó, cái mềm mình vẽ vô nó sẽ như vậy. Nó rất là dễ cho mình xử lý ha. Đó, mình sẽ đưa lên đây. Bỏ nó vào những cái khoảng giữa hai luống cải mà mình cấy nha các bạn ha. Rất là dễ. Nhưng các bạn không làm cái này thì mình nghĩ thì nó cũng rất là khó cho cây cải nó sinh trưởng và phát triển đó các bạn. Đây các bạn, đây là cái bao vỏ đậu phộng ha, gọi là vỏ lạc đó. Sau khi chúng ta tách, chúng ta lấy nhân rồi thì cái vỏ này chúng ta làm phân cũng rất là tốt, chúng ta ngâm mũ để tạo thành phân hữu cơ cũng rất là tốt. Mình không có điều kiện nhiều lắm cho nên mình không có đủ cái khả năng là mua để làm phân hữu cơ. Thì đây là vỏ đậu phộng các bạn, đây vỏ lạc ha các bạn ha. Để các bạn thấy nè, đây là cái mà người ta đã tách ra rồi. Thì mình bây giờ mình chỉ cần lấy cái vỏ lạc này mình đắp đều lên trên cái chậu cải của mình thôi. Đó, như thế này thì khi chúng ta tưới thì nó cũng tránh hiện tượng là văng nước lên trên cây cải các bạn. Và sau này chúng ta thu hồi đất lại các bạn thì những cái rơm hay là cái vỏ lạc này nè thì nó sẽ trộn lẫn vào trong đất rồi. À, lúc đó thì chúng ta ăn vô cái bồn chúng ta ủ lại một lần nữa đó thì nó sẽ trở thành ra là cái phân hữu cơ rất là hữu ích cho cái cây trồng của chúng ta các bạn ha. Thưa các bạn, thì sau khi các bạn đã cấy xong cải của chúng ta rồi, chúng ta đã hoàn thiện rồi, thì điểm mấu chốt cuối cùng của cái việc mà cấy cải ra này đó là để trong cái chậu cải của chúng ta vào trong những cái bóng râm, hoặc là chúng ta để vô những nơi mà chúng ta có thể dùng lưới cắt nắng để chúng ta cắt lại. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì khi mà cây cải chúng ta hồi nãy chúng ta nhổ từ cái chậu mà chúng ta ươm ra đó thì cái rễ nó đã bị đứt, bị tổn thương rất là nhiều. Thì người ta cần cái cây cải này cần phải có một cái thời gian, gọi là một cái thời gian phục hồi các bạn ha. Thì nó không phải tầm là khoảng 3 ngày tới 4 ngày thì các bạn phải để nó trong bóng râm và tránh cái khả năng mà ánh nắng trực tiếp 100% nó chiếu vào cây cải này, thì khi lúc đó là cái rễ nó đã bị tổn thương, không hút được nước thì cái lá cải nó sẽ bị héo và dẫn đến hiện tượng là cây cải có thể đang bị chết. Cho nên là dưỡng cây cải sau khi chúng ta cấy đó là một điều quan trọng nhất, giúp cho cây cải phục hồi nhanh, không có mất đi cái ngừng, không có ngừng cái giai đoạn sinh trưởng của nó thì nó sẽ cây cải nó phát triển rất là tốt hơn các bạn ha. Và sau đó chúng ta chỉ tận hưởng thôi các bạn thấy lá cải bắt đầu héo dần rồi các bạn ha. Nếu mà chúng ta không đưa nó vào trong bóng râm hoặc là không cắt nắng nó thì sáng ngày mai khi mà ánh nắng mặt trời chiếu lên tới buổi trưa nắng gắt thì cây cải này sẽ bị héo hoàn toàn, 100% là nó héo.
và cái lá cải, có một số lá cải nó sẽ bị chết đi. Làm như vậy là cái khả năng sinh trưởng của cải sẽ bị chậm lại các bạn ha. Cho nên chúng ta bắt buộc phải để ở trong bóng râm. Mình có một cái khung này, thì ở đây mình có một cái màng, màng gọi là màng này nhập bên Nhật về các bạn, màng gọi là màng backlight ha, nghĩa là nó cho ánh sáng đi qua được, nhưng mà có cái là cũng cho nước đi qua được, nhưng mà nó giữ được cái côn trùng rất là tốt, tránh được cái hiện tượng côn trùng nó tấn công ở cái vườn rau của mình ở trong này các bạn ha. Các bạn, sau khi chúng ta đưa vào đây thì chúng ta bắt đầu tưới nước cho cây cải nó phục hồi các bạn. Như vậy là chưa đủ các bạn. Sau khi mà chúng ta tưới nước xong, như vậy là sáng ngày mai ánh nắng mặt trời chiếu lên, 100% ánh nắng nó xuyên qua cái này thì cây cải như thế nào các bạn? Như vậy thì chúng ta sẽ cái lá cải nó sẽ bị héo khô, cây cải sẽ không sinh trưởng được. Do đó chúng ta cần phải có một cái lưới cắt nắng để cắt bớt cái ánh sáng đi qua chiếu vào trong cây cải các bạn ha. Thì lúc đó thì mình sẽ sử dụng một cái lưới cắt nắng này. Đây là một cái lưới cắt nắng 65% ánh sáng, nghĩa là nó cắt 65% ánh sáng, không cho ánh sáng đi qua, và nó chỉ cho đi qua qua cái lưới này là khoảng 35% thôi. Đó là ánh sáng rất là dịu, và như vậy thì cây cải của mình nó sẽ phục hồi cái bộ rễ rất là nhanh và nó sẽ sinh trưởng trở lại sau 3 ngày các bạn. Sau 3 ngày giờ là chúng ta sẽ cắt nắng, chỉ cần tôi nghĩ là chỉ cần 3 ngày thôi các bạn ha. Chúng ta chỉ cắt nắng 3 ngày thôi, sau đó ngày thứ tư chúng ta sẽ dẫn nước cắt nắng ra và chúng ta để cho cây cải nó nhận 100% ánh sáng và nó sinh trưởng bình thường lại các bạn. Rồi, như vậy là hoàn tất ha các bạn. Và chỉ đợi sau 3 ngày thì mình sẽ gỡ nước cắt nắng ra để cho cây cải nó sinh trưởng bình thường. Và khoảng 20 ngày nữa là các bạn có một đứa cải rất là tươi tốt các bạn. Các bạn hãy chờ xem 20 ngày nữa nhé. Rồi, và đây thành quả nha các bạn. Sau 18 ngày cấy rồi. Đây, các bạn thấy là có, mình sẽ tỉa, mình ăn từ từ được rồi các bạn ha. Rất là ngon nha các bạn. 18 ngày sau khi cấy.